Mình Luân, mình đến từ Hưng Yên, mình sinh năm 98. Mình đến để cắt bao quy đầu và chỗ chỉnh cái dây hãm. Bao quy đầu của mình là bị dài và bị hẹp. Khi mà muốn quan hệ đấy thì lột cái bao quy đầu ra thì nó cảm giác nó bị nghẹt, nó bị tức cái phần đầu ấy, tại do nó bị hẹp nên là mình cảm thấy rất khó chịu với cái phần đấy. Vô tình thì mình đọc ở trên mạng thì thấy được phòng khám của mình có bác sĩ đến từ bệnh viện Bạch Mai, là mình cũng khá yên tâm nên qua trao đổi mình quyết định đến đây luôn, nhưng mình cũng chưa tham khảo phòng khám nào. Thực tế là từ khi đến đây thì mình thấy là từ chất lượng dịch vụ cho đến kỹ thuật chuyên môn thì ở đây cũng đang làm rất tốt, không có cái vấn đề gì cả. Phẫu thuật thì mình không thấy đau, mà thực tế là khi mình ra về rồi hết thuốc tê rồi thì nó cũng chỉ gọi là hơi lâm râm chứ nó cũng không cảm giác đau, chỉ gọi là không tắm được thôi, còn những hoạt động của mình vẫn hoạt động bình thường, đi lại nó nhẹ nhàng thôi chứ nó không không đi lại được dứt khoát, nó đi nhanh được như ngày xưa. Thì kia mất Cuộc mấy sống như ngày, thế là cũng không phải nghỉ đúng rồi, không phải nghỉ làm. làm. Mình cũng gặp một số khó khăn bởi vì mình cũng chưa thay băng nên là vệ sinh bao giờ, thì cũng được bạn điều dưỡng hướng dẫn qua Zalo và các thứ nhiệt tình nên là mình cũng chăm sóc được, và đi tái khám 2 lần thì vết thương cũng khá là tốt, không có vấn đề gì cả. Nói chung là hôm nay nhìn thành phẩm là mình thấy cũng là thứ nhất là hài lòng, thứ hai là thấy bỏ cái công mà gọi là mấy ngày rồi mình thấy kiêng cữ như thế, là cũng thấy nhìn thấy kết quả thế là mình cũng thấy là hài lòng, xứng đáng với những gì bỏ ra. Anh em mà gặp trường hợp như thế thì tốt nhất là xử lý sớm đi thôi. Mình ngày xưa mình cũng ngại lắm đấy, nhưng mà đến một lúc cảm thấy nó quá bất tiện này mình lại vẫn phải đi xử lý. Mà tốt nhất là xử lý sớm, không thì dẫn đến những cái tình trạng nó khác, nó xấu đi nữa thì xử lý lúc đấy lại khó khăn hơn.